Mới đây, Băng Di, nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh vừa mới ra rạp Cậu Vàng, vừa gây bất ngờ với phát ngôn, tác phẩm của Nam Cao chỉ là hư cấu. Cụ thể, khi cô vừa chia sẻ một bài đăng chúc mừng phim Cậu Vàng lọt top 3 phim hot nhất tuần này, thì nhiều netizen để lại bình luận không hài lòng vì phim thay đổi nhiều chi tiết trong tác phẩm gốc của nhà văn Nam Cao. Gây bức xúc nhiều nhất vẫn là đoàn phim sử dụng chú chó Shiba của Nhật để đóng vai Cậu Vàng trong phim, trong khi vòng casting vẫn có nhiều giống chó thuần Việt Nam tham gia. Một bình luận bên vực tổ sản xuất phim Cậu Vàng: "Không phí tiền đâu, chó nào cũng là chó. Có chắc các bạn sống thời đó mà biết Cậu Vàng là chó ta 100% không ạ?" À? Và được Băng Di đồng tình. Cô bình luận trả lời lại: "Thật sự thì truyền lão hạc cũng là do Nam Cao nghĩ ra, chứ không có thật, hi hi, nên tất cả đều là hư cấu ạ." À. Nhưng khán giả cũng có người thích, người ghét, chỉ mong mọi người đến xem để có cái nhìn khác ạ. À. Bình luận của Băng Di khiến cho cộng đồng người yêu thích tác phẩm văn học nổi tiếng của Nam Cao và bất bình khi lão hạc được chuyển thể không theo đúng nguyên tác rất tức giận, phẫn nộ. Mặc dù với vai diễn mẹ ba đầy sức nặng, Băng Di được khen ngợi lên tay về tài diễn xuất. Khán giả đã vào tận trang cá nhân của Băng Di để ném đá vì cô phát ngôn truyền lão hạc là do Nam Cao nghĩ ra, không có thật, chỉ là hư cấu. Diễn viên khi nhận vai diễn không tìm hiểu kịch bản, tác phẩm văn học à? Cô căn cứ vào đâu mà nói chuyện lão hạc là do Nam Cao nghĩ ra vậy hả? Phim kén người xem nhưng xem ra dễ dãi với người diễn quá nhỉ? Nói xạo sẽ không tốt đâu em. Có thật được ủng hộ như lời đồn không? Cậu Vàng có lẽ là phim dính nhiều lùm xùm của nền điện ảnh Việt đang có mặt tại rạp chiếu phim. Nhiều ngày qua, khán giả vẫn phát động chiến dịch tẩy chay Cậu Vàng triệt để. Từ giáo sư Xoay đến các diễn viên phim khi lên tiếng kêu gọi người xem ủng hộ đều bị ném đá. Giáo sư Xoay lên tiếng ủng hộ Cậu Vàng. Trên trang fanpage của mình, giáo sư Xoay đã có một bài viết khá dài để nêu lên những cảm xúc của mình về bộ phim Cậu Vàng trước ngày phim công chiếu. Có vẻ như anh khá tâm đắc với tác phẩm này vì sau khi xem xong buổi chiếu sớm, đã có rất nhiều cảm xúc đồng lại trong anh. Giáo sư Xoay cũng khen ngợi đoàn làm phim khi tạo dựng được một tác phẩm, mở ra những hy vọng sáng tươi chứ không cùng quẫn như tác phẩm văn học. Có những bước đột phá mới mẻ hơn nhiều trên nền tảng văn học rất vững vàng của Nam Cao. Cùng với đó, anh cũng không quên nhắn nhủ mọi người hãy mang theo khăn giấy khi đi xem phim, bởi đây vẫn sẽ là một bộ phim buồn. Mặc dù có những lời chia sẻ rất tâm huyết về Cậu Vàng, tuy nhiên, giáo sư Xoay lại phải đối mặt với rất nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng. Có thể thấy trong bài đăng này, đa phần các bình luận đều có thái độ phản đối khá gay gắt với Cậu Vàng, cũng như với việc giáo sư Xoay ủng hộ cho phim. Không ít người nói rằng họ cảm thấy thất vọng về giáo sư Xoay bởi khi người hâm mộ đưa ra những lý do để họ sẽ không ủng hộ phim. Lý do dự án phim Việt chuyển thể này bị ném đá nhiều nhất chắc chắn phải kể đến việc nhà sản xuất đã dùng chó Shiba để đóng phim với những lý do cực kỳ khó chấp nhận như sự thông minh, ngoan, dễ bảo, đáng yêu, gần gũi và thân thiện hơn của Shiba so với chó ta. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Cư dân mạng đùa nhau, nếu mà lão hạc có đủ tiền mua và nuôi Shiba, chắc là lão cũng chả bần cùng tới nỗi ăn bà chó để chết, giữ gìn mảnh đất cho thằng con mình đi về đâu. Quả thực, một loài chó xa xỉ như Shiba vào thời điểm 1945 là điều cực kỳ phi lý. Thêm một điểm nữa đáng lưu tâm, đó chính là Nhật Bản vào năm 1945 cũng đang là kẻ thù, một trong những nước đế quốc nhằm nhè đòi xâm lược Việt Nam. Lấy loài chó đại diện cho Nhật Bản đóng một bộ phim về đất nước nạn đói năm 1945 khi Nhật phá kho thóc của nước ta. Làm sao người dân có thể chấp nhận? Làm sao chúng ta dám cho con em mình xem một bộ phim sai sự thật đến mức ấy? Trước đó, đứng trước làn sóng bị phản đối cực kỳ nhiều như vậy, thay vì cố gắng khắc phục từ khâu chọn diễn viên là chó Shiba, đoàn làm phim lại tiếp tục sai lầm, cố đấm ăn xôi để đưa hình ảnh Shiba thay thế chó ta vào một bộ phim mang tính lịch sử, đậm chất Việt Nam như Cậu Vàng. Và khi first look đầu tiên của Cậu Vàng được giới thiệu, cũng là lúc drama bắt đầu, khi admin của bay phim đã dùng chính tài khoản này để đi đốt chát lại những bình luận của cư dân mạng với lời lẽ không mấy lịch sự. Những bình luận trả lời anti-fans của admin bay Cậu Vàng đã cho thấy rằng bên đoàn làm phim, nhà sản xuất đang thiếu hụt nghiêm trọng ý thức lẫn kiến thức về tác phẩm gốc. Họ chuyển thể vì độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng của câu chuyện, chứ hoàn toàn quên mất giá trị cốt lõi. Rồi lại vịn vào việc người Việt cần phải ủng hộ nền điện ảnh trong nước, cuối cùng làm sai lệch hoàn toàn những gì mà nhà văn Nam Cao đã và đang cố truyền tải tới người dân. Từ khi nào có tiền, có đủ quyền thì thích làm gì cũng được. Tự ý thay đổi nội dung, từ bản chất cho đến cách truyền tải đều sai trái.
dẫu diễn viên là lão hạt có khả năng diễn xuất tốt đến đâu, ekip có bỏ ra hàng trăm hàng nghìn tiền của, công sức mà sai lầm ngay từ đầu không chịu sửa, thì cuối cùng thật đáng tiếc cho một bộ phim chuyển thể của Việt Nam, chắc chắn rằng sẽ quay vào ô mất lượt.